vào tình căng của mình. Nâng hai tay lên. Thở vào rồi mình. Hạ tay phải sang ngang. Nâng người sang. Ngửa lòng ngực lên. Thở ra chắp hai tay vào phía trước ngực, cài thử tay bên phải ra ngoài, thẳng bên trái, bước vào. Sâu vào tình căng, thở ra để chúng ta thoát. Rồi lân hai tay vung căng lên, kéo giãn toàn bộ cuộc sống bên phía bên trên. Thở ra đuổi bên sang bên phải. Ra má ngoài của thảm thẳng, rút vai lên. Hạ mông xuống, ấn cái vai xuống.